Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Chúng ta đã từng có một video mình giới thiệu về cách học tiếng Nhật qua những cái comment của người Nhật dưới mỗi phần bản tin. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tận dụng bản tin để học tiếng Nhật. Nhưng chúng ta sẽ học tiếng Nhật từ những cái tiêu đề của các bản tin đó. Thực ra thì cái việc học tiếng Nhật qua những tiêu đề của bản tin ấy, chủ yếu là chúng ta sẽ học từ vựng là chính thôi, đúng không? Bởi vì cái tiêu đề bao giờ cũng là những cái ngắn gọn nhất và người ta sẽ để những cái từ vựng xúc tích ngắn gọn nhất. Ví dụ các bạn cùng nhìn cái phần tiêu đề này. Ở đây là một bản tin nói về cái mối quan hệ rất là căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì cái phần đầu chúng ta có thể nhìn thấy là ông ngoại trưởng Trung Quốc thì ông ấy nói câu như thế nào đó. Chúng ta học được cái động từ là 미끄비르나. Các bạn thấy là chúng ta có phần nạ, tức là ở cái dạng mệnh lệnh, đúng không? Đừng có như thế nào đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có cái động từ gốc đó là 미끄비르. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem là 미끄비르 nghĩa là gì nhá. Rồi ở cái phần sau đó thì chúng ta có từ là 아메리카오 지오크 켄세. Phần trước Ken người ta viết bằng hiragana và phần đằng sau thì dùng bằng kanji. Có một số từ khi mà cái từ kanji đấy nó không phổ biến hoặc là nó thuộc vào những cái dạng kanji khó thì thường là người ta sẽ viết một nửa là hiragana và cái nửa sau là kanji, giống như cái từ này, từ kense. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu hai cái. Một là mikubiru có nghĩa là gì và thứ hai là cái từ kense có nghĩa là gì, đúng không ạ? Qua phần video này thì chúng ta sẽ học được hai cụm từ vựng này nhé. Đầu tiên đó là động từ mikubiru na. Mikubiru na với nghĩa là đừng có coi thường, đừng có xem thường. Thì cái động từ gốc mikubiru, từ kanji của nó sẽ viết như thế này. Và nó sẽ dùng để thể hiện ý nghĩa là xem thường, coi thường, xem nhẹ một cái đối tượng nào đó. Nó giống với những động từ như là anadoru. Thì ý ở đây là ông ngoại trưởng Trung Quốc, ông ấy nói với phía Mỹ là đừng có xem thường chúng tôi nha. Và tiếp theo là với từ kanji kense, từ kanji của nó sẽ là như thế này, với nghĩa là gây áp lực hoặc là đe dọa. Tức là khi mà người ta muốn gây áp lực nhằm muốn khống chế cái hành động nào đó của đối phương để đối phương không có thể tự do thực hiện được việc gì đó. Ý ở đây là bên phía Trung Quốc cũng gây áp lực rất là mạnh mẽ đối với phía Mỹ. Vậy là chúng mình được hai từ mới rồi nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đến với phần bản tin này. Tiêu đề của nó như sau. Oyuki nhỉ, cái động từ này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Đó chính là chữ trở. Trở trong ý nghĩa là gây cản trở, đúng không ạ? Cái động từ gốc của chúng ta là habamu và đây được chuyển thành cái dạng bị động đó là habamaderu, đúng không ạ? Seijinshiki. Lễ thành nhân nó bị gây cản trở bởi tuyết lớn, thì tức là vì tuyết rơi nhiều thế nên là lễ thành nhân này buộc phải dừng lại, buộc phải hoãn lại, bị gây cản trở, bị gây ảnh hưởng, đúng không ạ? Và về sau thì chúng ta có harumeite kyo yoyaku. Yoyaku thì với nghĩa là cuối cùng thì. Ví dụ một cái sự việc nào đó sau bao nhiêu quãng thời gian thì cuối cùng thì nó cũng hoàn thành hoặc như thế nào đấy. Ý nôm na của cái đoạn video này nó nói về lễ thành nhân ở tỉnh Kurobeshi. Và cái tỉnh này ấy, thì bởi vì là cái đợt tháng 1 do tuyết rơi nhiều thế nên là lễ thành nhân đã bị hoãn lại và đến ngày hôm nay là tầm thời điểm gần cuối tháng 3 thì cuối cùng là mới có thể thực hiện được. Vậy thì trong cái phần này á, chúng ta lại học được thứ nhất là với động từ habamu chuyển thành habamaderu. Nhưng thứ hai các bạn có nhìn thấy là chúng ta có harumeite, nó là gì không ạ? Thực ra đây chính là một cái phần ngữ pháp của N1 và nó cũng được liệt vào trong một những cái dạng ngữ pháp rất là khó bởi vì là nó mô tả không phải là những cái cụ thể nữa mà là những cái rất là trừu tượng. Nó sẽ là một danh từ kết hợp với meku và lúc này ấy nó sẽ được biến đổi thành một động từ, đúng không ạ? Có thể để ở cái dạng là meku hoặc là meite hoặc là meita, đúng không ạ? Và cái này ấy nó có một cái đặc biệt là không phải là nó có thể đi với tất cả các danh từ đâu mà nó chỉ đi với một số danh từ cố định thôi. Ví dụ như là haru, mùa xuân này, nazo, cái bí ẩn này, jodan, hoặc là hiniku, hoặc là sekkyo, thuyết giáo. Và nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là nanani no yona kanji ga suru, có cảm giác như thế nào đó. Nếu như đằng sau nó là một danh từ nữa thì nó sẽ được biến đổi thành cái dạng là meita cộng với một danh từ tiếp nối đằng sau. Và chúng ta thử nhìn cái câu này nhá. Kisetsu wa yoyaku harumeite kita. Cuối cùng thì cũng đã có cái cảm giác là mùa xuân đã đến rồi.
Hoặc là ví dụ câu thứ hai, 先輩 から説教めいたことを言われた, bị senpai thuyết giáo cho một trận. Với cái dạng mẫu ngữ pháp này thì các bạn sẽ dịch bằng những cái cách như là có pha chút gì đó, ví dụ lời nói có pha chút thuyết giáo, hoặc là có nhuốm chút màu, hoặc là nhuốm màu, hoặc là có vẻ đó. Bởi vì là chúng ta dùng để thể hiện nghĩa là trong cái sự việc đấy mình cảm thấy nó có cái sắc thái, có cái vẻ như vậy. Ví dụ như là trong cái lời nói của senpai thì mình cảm thấy có chút gì đó gọi là thuyết giáo đang ra giáo mình, hoặc là cái thời tiết này mình cảm thấy là à, nó đã có một chút cái sắc xuân, cái màu xuân rồi. Tức là nó không phải hoàn toàn là như vậy, thế nhưng mà người ta có cảm giác là như thế. Yoni kanjirareru. Cái này thì nó sẽ khác với những cái dạng khác, ví dụ như là haru rashi. Nếu mà đi với rashi thì nó sẽ dùng để thể hiện ý nghĩa là thực sự đúng là như vậy. Ví dụ như là hôm nay là một cái ngày haru rashi, tức là một cái ngày mà nó mang đầy đủ cái nét đặc trưng của một ngày mùa xuân, rất là ấm áp, rồi hoa, rất là mình cảm giác là thực sự đúng là đang là mùa xuân. Còn nếu như là haru meku thì nó lại theo cái kiểu là không phải như thế hoàn toàn, mà là mình cảm giác có cái nhuốm màu đó, có một cái chút sắc màu của mùa xuân. Và ở đây thì chúng ta hiểu cái nội dung của cái đoạn này là cái lễ thành nhân ấy thì đáng ra là ở cái thành phố này thì được thực hiện vào ngày 10 tháng 1 cơ. Thế nhưng mà hôm nay trong cái thời tiết mà nó cũng có một chút cái sắc xuân thì cuối cùng thì cái lễ thành nhân này đã có thể được thực hiện sau hơn 2 tháng bị lùi lại. Và các bạn thấy là cái mẫu này nó khá là văn đúng không ạ? Chúng ta có thể dịch bằng những cách như là pha chút sắc xuân, nhuốm chút màu xuân hoặc là có vẻ. Và thường khi mà đi với mê cự thì nó sẽ có sắc thái, cái sự thay đổi ở trong đó. Ví dụ nhá, khi mà người ta nói harumete ở đây thì tức là cái thời điểm trước đó có thể là trời rất là lạnh, lạnh theo kiểu mùa đông. Nhưng cuối cùng thì ngày hôm nay thời tiết bây giờ nó cũng đã bắt đầu dần chuyển sang cái thời tiết mùa xuân và đã cảm nhận thấy cái hơi ấm, cái sắc xuân rồi. Đó thì người ta sẽ dùng với harumete kita, hoặc là ở trong cái câu này là harumete. Như vậy là qua phần video này thì chúng ta thấy rằng là từ những cái tiêu đề của các bản tin thì chúng ta cũng học được rất là nhiều. Không chỉ là về từ vựng mà còn học về ngữ pháp nữa đúng không ạ? Mặc dù đây cũng là một cái phần ngữ pháp N1 khá là khó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha!